Là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ, phù hợp với phát triển nhiều loại cây trồng. Thời gian gần đây, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp của địa phương. Là địa phương có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã Hiếu, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, như mô hình phòng chống đói rét cho đàn gia súc, liên kết với các hợp tác xã trồng cây cà phê xứ lạnh, cây chè. Hiện đã có hàng trăm hộ dân tham gia liên kết với diện tích cây trồng hàng chục hecta được bao tiêu sản phẩm. Khi tôi tham gia liên kết với hợp tác xã trồng cà phê xứ lạnh thì tôi đã biết cách chăm sóc bón phân, làm cành cho cây cà phê theo đúng kỹ thuật. Nhờ đó, cây cà phê phát triển tốt, năm vừa rồi thu hoạch bán được gần 50 triệu đồng. Bà con nhân dân cũng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ diện tích giảm dần ở diện tích cây mì sang cây trồng cây chè và cây cà phê, đặc biệt là cây cà phê xứ lạnh. Qua đó thì cũng đã tăng thu nhập cho bà con. Huyện Con Plong có 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đã biết chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị cao như hồng đẳng sâm, chè, cây ăn quả, cà phê xứ lạnh. Nhiều hộ đã mạnh dạn kết hợp nguồn vốn tích lũy của gia đình với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua cây, con giống, máy móc cơ giới hóa để phục vụ sản xuất. Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vào sản xuất, đặc biệt là phát triển những cái giống đặc sản của địa phương phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, huyện Con Plong cũng triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là triển khai hỗ trợ sinh kế gắn với chuỗi giá trị. Qua đó, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ hơn 44% vào năm 2021 xuống còn 22% vào năm 2024.